Không ngờ hoa đẹp đến vậy những ngày cuối năm 2021, du hành ngắm và chụp ảnh hoa. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Việt US 1040. Chúc cả nhà luôn bình an và nhiều may mắn trong cuộc sống. Đây là loạt video mới của kênh trong chủ đề hoa mỗi ngày, hy vọng sẽ mang đến luồng gió mới để mọi người cùng thưởng thức và có những ý niệm mới về vẻ đẹp của hoa. Nếu là một tín đồ yêu hoa khi nhìn xem những cánh hoa đẹp có mặt trải khắp tiểu bang Cali nước Mỹ, từ trong nhà tới ngoài vườn, hay tại những khu vườn rộng lớn hoặc những công viên, thậm chí cả tại những góc phố của các nẻo đường, chắc hẳn bạn sẽ thấy sắc màu hoa đẹp như lung linh trong gió. Du khách đến Cali nói riêng hay nước Mỹ nói chung sẽ phải trầm trồ vì bách trao đẹp hơn tranh của những cánh hoa đủ loại cùng khí hậu trong lành hơi lạnh. Cali vẫn ấm áp hơn những tiểu bang khác của Mỹ rất nhiều. Trong không khí se lạnh tại Cali những ngày cuối năm, kế cận năm mới 2022, khi được đắm mình trong những cơn mưa hoa ảo mộng, còn điều gì tuyệt vời hơn thế? Những sắc hoa đặc trưng như chỉ dành riêng cho cái tiết trời se lạnh ấy tại tiểu bang vàng Cali luôn có nét thu hút và hấp dẫn rất ấn tượng của nó. Khi những cơn gió lạnh đầu mùa chợt ùa về cũng là lúc những bông hoa đủ loại tưng bừng nở rực rỡ, mang lại hương sắc ngọt ngào trên khắp các nẻo đường của Cali. Nếu có dịp, bạn nên thực hiện những chuyến du ngoạn đầu năm đến những vùng đất đông đầy hương sắc của nhiều loài hoa đẹp tại Cali. Sẽ rất thú vị và bạn thu hổ chụp ảnh hay quay video khi mà hoa đẹp như có khắp nơi, có những loài hoa thật lạ có khi bạn chưa từng thấy bao giờ. Nên biết là nước Mỹ không chỉ được biết đến bởi những danh lam thắng cảnh, địa điểm du lịch nổi tiếng, món ăn ngon và con người thân thiện, mà còn thu hút khách du lịch bởi sự hấp dẫn của những cánh đồng ngập tràn sắc hoa hay những khu vườn hoa đẹp có khắp nơi. Thiên nhiên rất ưu ái tiểu bang Cali nên suốt bốn mùa, tiểu bang vàng này đều có những loài hoa đẹp bừng nở mang những nét đẹp riêng khiến lòng người phải xao xuyến khi ngắm chúng. Những cung đường ngắm hoa đẹp như luôn có mọi nơi, ngay trong từng khu phố, những con đường, những vùng đất xa gần. Những cánh đồng hoa hay những vườn hoa đang rực rỡ, khoe sắc, tỏa hương không biết từ bao giờ đã trở thành nơi thú vị cho các nhiếp ảnh gia hay những bạn yêu hoa đến sáng tác, thực hiện những bộ ảnh đẹp về các loài hoa cho riêng mình rất dễ dàng và say mê. Ta nói rằng với diện tích bề mặt rộng và các đặc điểm địa lý vô cùng đa dạng, không có gì ngạc nhiên khi Mỹ có nhiều miền khí hậu đa dạng và cũng là quốc gia có nhiều loài hoa đẹp nhất trên thế giới. Thường thì mọi người hay nghĩ là có thời tiết nào trong năm đẹp hơn mùa xuân. Khi thời tiết ấm lên, thiên nhiên bắt đầu chuyển mình trong màu sắc của hoa cúc, hoa hồng, hoa tulip và cả những bông hoa dại. Nhưng ở Mỹ, ngay cả vào mùa đông, hoa vẫn nở khắp nơi. Thật là thú vị lắm phải không? Tâm sự lan man một chút về chuyện hoa đẹp, giờ thì mời cả nhà cùng thưởng thức những cánh hoa đẹp mà mình chụp được hay ghi hình được trong đợt du hành khám phá và chụp ảnh hoa đẹp những ngày cuối năm 2021 nha. Ngắm hoa mang lại niềm vui lớn lao, hơn nữa việc làm này còn có thể giúp chúng ta lấy lại tinh thần lạc quan và làm cân bằng cuộc sống. Cho nên có thể nói hoa đẹp không chỉ có tác dụng làm đẹp cho cuộc sống, thậm chí trở thành món ăn,
Những bông hoa còn rất tốt trong việc cải thiện sức khỏe và tâm trạng của bạn, nhất là trong thời gian trị bệnh hay những lúc bạn muốn giảm stress, nhất là trong thời điểm đại dịch COVID-19 vẫn còn hoành hành khắp thế giới. Hy vọng mọi người sẽ có những phút giây thư giãn tuyệt vời với hoa đẹp và âm nhạc phiêu lãng.
Video tới đây là kết thúc. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi. Nếu có thể xin dành chút ít thời gian để đăng ký, like, share ủng hộ cho kênh Việt US 1040.